Được rồi, em đi Tiền Giang. Chào anh chị nha. Thì đầu tiên, đầu clip em gửi lời chúc sức khỏe của anh chị ha. Thì bên em có đi chuối nha anh chị. Chú Sim, chú già, chú cao, chú sáp. Thì hiện tại thì em báo giá chú Sim ngày hôm nay cho anh chị mình nghe và tham khảo ha. Thì anh chị mình có số điện thoại trên màn hình, anh chị mình có mua bán chú Sim á, thì anh chị cứ alo cho em ha, em báo giá cho anh chị. Thì bữa nay em báo giá ngày hôm nay cho anh chị nha. Thì hôm nay em không có vô vườn nên cũng có mớ tại chỗ thì em quay cho anh chị xem. Thì em ở gần chợ Vĩnh Kim nha anh chị, đường tỉnh lộ 876 ha. Thì từ trên chợ Vĩnh Kim chạy xuống em là khoảng cây số nha anh chị. Đây thì chỗ của em thì có mua bán trà sữa đồ này kia các kiểu anh chị ha, nước uống, rồi anh chị tham khảo ha. Cái này là loại nhỏ nha anh chị, loại này là hiện tại em bán ở đây làm báo giá là bán tại chỗ anh chị ha, tại vì có xe trên Hóc Môn xuống bóc thì em bán sao em báo với anh chị vậy nha. Thì xe Hóc Môn xuống bóc là hiện tại chú kêu này nè, chú lỡ ha anh chị, là em đang giao cho người đó xuống bóc đó, là cái dựa đó là 6.000 một ký nha anh chị. Này là kêu bằng chú lỡ nha, chú chung á. Còn bên đây là hàng lớn anh chị nha. Thì hàng lớn hiện tại em giao là 7.000 một ký nha anh chị. Đây là chú lớn nha. Thì địa chỉ của em hiện tại là ở gần chợ Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang nha anh chị. Số điện thoại em trên màn hình thì anh chị tham khảo nha. Thì giá chuối nó mỗi thời điểm nó mỗi khác nhau, thì em ngày khi nào em rảnh được thì em làm clip cho anh chị mình xem ha. Thì em báo giá này là giá hiện tại ngày hôm nay nha anh chị. Đây chú lớn nha anh chị. Nói chung là có khi nó sẽ chín thì anh chị mình lấy thì lấy, không lấy thì bỏ lại cho em cũng không sao nha. Tại vì mình chặt xuống là nó lẹ chín lắm nha anh chị. Chú nó già mà chặt xuống nó lẹ chín lắm. Đây là chú lớn nha anh chị. Trái rất là đẹp. Đó. Một nải có khi là nó sẽ trên 2 kg nha anh chị. Thì em xin nhắc lại nữa, số điện thoại em trên màn hình. Thì địa chỉ của em là ở Châu Thành, Tiền Giang, gần chợ Vĩnh Kim. Thì anh chị có nhu cầu lấy chuối thì cứ alo cho em ha. Thì giá ngày hôm nay em báo cho anh chị thì mình là chính xác lại là hiện tại là chú lớn, chú Sim nha. Thì em đang giao với cái giá là lớn là 7.000, nhỏ là 6.000. Còn chú già thì chú em đang giao là chú già thì ở đây hết rồi nha anh chị. Em mới giao hồi khuya. Thì chú già hiện tại em đang giao cũng là chảnh là 5.000 một ký nha anh chị. Chú sáp là 12.000 và chú cao là 14.000 nha anh chị. Cảm ơn anh chị đã xem thông tin. Thì anh chị có nhu cầu thì cứ alo em nha. Chào anh chị ha.